Đội số 4 gần vượt lên hẳn một thuyền so với đội số 2 rồi. Đang có vẻ ép đội số 2 vào bụi tre rồi. Đội số 4 có vẻ ép đội 2 vào bụi tre rồi. Quá căng thẳng, quá kịch tính. Vào bụi tre rồi. Vào rồi, vào rồi. Rồi, xin chúc mừng đội số 2. Đội số 2 nó vào bụi tre. Đội số 2 thì đội số 4 chơi vào bụi tre rồi. Quánh đầu bụi tre rồi. Xin chúc mừng đội số 2. Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Sơn. Hôm nay thì Sơn đang có mặt ở tại quê hương Bảo Yên mình thôi. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày hội đua mảng lần thứ 2 tại Bảo Yên các bạn ạ. Đó, đây như các bạn đấy thì hiện tại bây giờ thì Sơn đang đứng ở trên cây cầu gọi là cầu cứng Phố Giàng này thôi. Và bên dưới đây thì đó là dòng sông chảy. Dòng sông chảy ở cái miền đất Bảo Yên có hai dòng sông các bạn ạ. Còn ở phía xa xa đằng bên kia thì như các bạn nhìn xa xa đó là bên kia thì họ đang bắt đầu chuẩn bị khai mạc cho cái lễ hội đua mảng lần thứ 2 tại quê hương Bảo Yên này. Và ở trên đây thì sẽ là cái điểm xuất phát. Còn điểm đích thì mãi dưới kia. À, xuống dưới kia quay đầu, sao lại đích trên này? À, đó, đích ở trên này luôn đúng không? Bên này xuất phát đúng không nhỉ? Bên đấy, như mọi người nhìn thấy xa xa kia, bên xanh xanh kia là xuất phát kìa. Còn bên đỏ đỏ kia là đích kìa. Và năm nay thì của thị trấn tổ chức cho 8 tổ dân phố, có nghĩa là 8 đội thi đua mảng này. Năm ngoái ấy, thì có tổ chức và tổ chức cho các xã của huyện Bảo Yên. Nhưng mà năm nay thì chỉ có 8 đội thi của thị trấn thôi các bạn ạ. Nhưng mà không biết là có kịch tính hay không thì bây giờ thì chúng ta cùng vẫn phải chờ đợi thôi. Đấy, ở bên đây các bạn thấy có cái gì đấy? Đánh thử to lắm. Trống. Thôi nhá, bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi xem là kết quả của cuộc thi đua mảng lần thứ 2 tại Bảo Yên như thế nào. Thì chúng ta cùng chờ đón xem hết video các bạn nhá. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì có vẻ là rất ủng hộ cho tất cả các đội đua các bạn ạ. Vì rất là mát mẻ. Đêm hôm qua thì có một trận mưa rất là to. Đấy, và buổi sáng nay thì có vẻ rất mát mẻ. Và hiện tại bây giờ thì ở trên cây cầu cứng thì cũng đang có rất là nhiều gọi là cổ động viên. Đó, cổ động viên của thị trấn cũng như là các xã, các bản thì cũng đang tập trung dần dần ra bên ngoài đây để cổ động cho các đội thi rồi. À, đấy, idol rồi. Đây, fan. Fan idol à. Đây là toàn đội mấy chị em ở trong thị trấn. Đó, như các bạn thấy chưa? Cũng khá là đông rồi. Nhưng nát nữa thì Sơn nghĩ là chắc là sẽ đông hơn rất là nhiều. Bởi vì năm ngoái thì dọc trên cây cầu này gần như là đứng kín người luôn các bạn ạ. 2, 1, xuất phát. Bao rồi. Nhìn các vận động viên của chúng ta đang có vẻ là sẽ rất là tốc lực ở trong những phút đầu tiên này. Đấy. Có vẻ là số 3 đang dẫn đầu thì phải. Số 4 cần phải đưa bảng của mình về vị trí 3-4 bước lên đi. 3-4 bước lên. Có vẻ là 2-3-4 bước lên đi. Lên 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 2-3-4 lên nhanh lên. Lên lên lên.
Như vậy là vẫn có sự cạnh tranh giữa đội số 2 và đội số 4. Đội số 3 thì vẫn đang dẫn đầu. Và về thứ nhì thì có khả năng là đội số 4. Và bây giờ thì phải đi tìm cái đội số 1 xem nằm ở đâu nữa các bạn ạ. Hiện tại thì không thấy đội số 1 đâu cả. À đây rồi. Đội số 1 thì rất là thong thả, bơi cách đội số 2, 3, 4 khoảng chừng đâu nửa cây số thôi. Vẫn là sự va chạm của đội 2, đội 4 các bạn ạ. Bám sát nhau và lại có sự va chạm. Đội số 4 gần vượt lên hẳn một thuyền so với đội số 2 rồi. Đang có vẻ ép đội số 2 vào bụi tre rồi. Đội số 4 có vẻ ép đội 2 vào bụi tre rồi. Quá căng thẳng, quá kịch tính. Vào bụi tre rồi. Vào rồi, vào rồi. Rồi, xin chúc mừng đội số 2. Đội số 2 nó vào bụi tre. Đội số 2 bị đội số 4 chơi vào bụi tre rồi. Quánh đầu bụi tre rồi. Xin chúc mừng đội số 2. Có khả năng là đội số 2 vào đó để bắt cá cũng lên. Rồi, quay ra được rồi. Bây giờ quay ra thì hai đội kia cũng gần về đến đích rồi. Đấy, chú cầm được đấy. Đội số 2. Đội số 2 rất chi là buồn vì bị đội số 4 ép một cái vào bụi tre luôn. Vâng, như vậy là có đã có một đội đua mà đã sát với nhịp cầu thứ hai. Như mọi người quan sát thấy thì đội số 2 đã hoàn toàn đứng dậy hết rồi. Đội số 4 nó đứng lên và đội số 2 thì đang dẫn về đằng sau vì sau khi bị ép vào bụi tre thì đội số 2 đã về, chắc chắn là về số 3 rồi. Và bây giờ là đội số 3 đã về đích. Đội số 4. Đội nào đây? Đội số 4 về nhì rồi. Rồi, số 4 chắc chắn là về nhì rồi. Số 2 sau khi bị ép vào bụi tre thì đã về số 3. Lượng khán giả đã đổ về cây cầu cứng ở Bảo Yên này để xem giải đua mảng lần thứ 2 của huyện Bảo Yên rất là đông. Như các bạn quan sát thấy thì hai bên thành cầu đang khán giả đang đứng dọc hai bên thành cầu rất là đông và đang chờ đón xem là kết quả của vòng thi chung kết sẽ như thế nào. Các bạn thấy không? Đây là các bà đến từ Bảo Hà nhỉ? À, đội các bà đến từ Bảo Hà, mỗi bà có một cái kèn để đi cổ động cho các vận động viên đua mảng trong ngày hôm nay. Rồi, chúc các bà đi chơi hôm vui vẻ. Rất vui nhộn. Bây giờ thì đang là vòng đua chung kết rồi các bạn nhé. Và cái lượng khán giả đó là tổ dân phố 7, đường số 4. Và như vậy là đội đua số 2 đến từ tổ dân phố 6A, 6B đã chỉ còn vài mét nữa thôi là hoàn thành đường đua của mình. Tiếp
số 4 đến từ tổ dân phố 7. Số 3 thì chắc biết được thôi, không cần về nữa. Đã hoàn thành phần thi của mình. Số 3 bỏ cuộc rồi. Đang chậm rãi về đích là đội. Số 3 bây giờ mới về đến đây. Đội bảng đến từ tổ dân phố 2A2B. Đội số 3 rất thong thả. Đội số 3 mệt. Nghiệp đen, nghiệp đen kia. Chiều hôm qua luyện suốt được còn gì nữa. Tôi xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho đội số 3 đến từ tổ dân phố 2A2B để họ hoàn thành. Lặng mũi thuyền lắm. Vâng, như vậy là đội số 3 đã hoàn thành phần thi của mình. Xin được mời 4 đội thi quay mảng về vị trí xuất phát. Các bạn ơi, như vậy là cuộc thi đua mảng của huyện Bảo Yên được tổ chức lần thứ 2 thì đến đây cũng đã kết thúc rồi và đã có kết quả của các đội thi rồi. Và chắc có lẽ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây các bạn nhé. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Sơn.